Xin chào tất cả các bác đã trở lại với chương trình giới thiệu review đồng hồ quân cổ đồ châu Âu. Và các bác thân mến, hôm nay nhà em thì đồng hồ đang lau dầu rồi, mai sẽ quay đến các bác. Còn lại có mấy cái món đồ để cô nhỏ này sẽ quay giới thiệu đến các bác trước, và bác nào ưng ý chiếc nào thì xin báo mã dùm em các bác nhá. Em thanh lý nhá, cho nên giá này là giá là thật các bác là lỗ rồi, cho nên là em bán thôi, vì gần Tết rồi nhà không còn đồ nên là em thanh lý hết. Và đây là một chiếc mâm hình ảnh tranh, đó là một người nổi tiếng tại châu Âu và hoa văn dập nổi chung quanh, có chữ ký, có chữ là Rubens. Và cái này là có kích thước là 59cm đây ạ, 59cm rộng, gần 60cm tròn. Giá là 1.300.000 đồng, mã là 2737 các bác nhé. Các bác lấy chiếc nào thì xin chụp này mã dùm em. Đó, rất là nét nhá. Đấy, cái đĩa này hai cái mặt trước mặt sau này bằng đồng này. Đấy, các bác nhìn thấy chữ ký chưa? Đấy, trước này em thanh lý các bác nhé. Đây có móc treo nhá, chúng ta treo lên tường đề cô chơi Tết hoặc là biếu tặng, hoặc còn cả cà phê, karaoke, rồi quán trà. Đấy, chiếc này chiếc đại ca nhất của nhà em, 1.300.000 đồng, mã 2337 2337 nhá, rất to đấy ạ, 60 phân. Các bác cứ tính cái mâm nhà mình ăn cơm nó ra nhá. Tiếp đến một chiếc nữa, đó là chiếc hình người. Vâng, trong này chắc là bà chủ đang bán hàng, còn đây là mấy cụ đang nhậu với nhau rồi. Đấy. Mã là 2735, rộng 43cm, giá 850.000 đồng. Đấy, quang nhá, đồng châu Âu, đồng Đức nhá, dập nổi, sâu tuổi. Những chiếc đĩa như này nó cũng chẳng kém gì đến 7-80 năm đâu ạ. Đấy, có nhìn cho em. Đấy, dập nổi nhá, hàng chuẩn nhá. Các bác lấy chiếc nào thì nhớ mã nhé, em sẽ ghi mã này. Đấy, mã 2735. Đó. Chiếc thứ ba là mã 2734. Đấy, hình ảnh này, mấy ông nhậu xong không biết là nhảy hay làm gì đấy, tay chân cầm đồ đạc ở đây. Và dập hoa văn nổi này, 750.000, 37cm. Đường kính 37cm. Mặt sau đây, hàng Đức chuẩn nhá. Đó. Hàng Đức chuẩn. Tiếp đến cái này là hình mạ gần như đồng, mạ vàng cầu hôn này, mặt ngoài đen. Đấy, có mã là 2736. 2736. Giá là 650.000 đồng, 35cm. Đấy. 35cm các anh nhá. Đấy, hàng chuẩn châu Âu nhá. Đấy, đĩa này vâng. Có mã là 2729. 37cm, 750.000 đồng, đĩa đồng dập cổ châu Âu. Cái này treo đề cô đẹp lắm các bác nhé, hàng Đức nó đẹp lắm. Đấy, dập nổi rất sâu tuổi nha. Những cái này là cái đồng mà nó lâu năm nó cái xuống cái màu đen này các bác nhé. Đấy. Tiếp đến 2730, 38cm bằng Antimon cổ, 750.000 đồng, hình đúc nổi, hai thằng bạn với nhau, một thằng đang ăn bánh mì, một thằng ăn nho. Vâng, đôi bạn. Đó, rất đẹp. Nặng phết, cái này nặng lắm, đúc nổi, 38cm, mã 2730, 750.000 đồng, rất đẹp. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này. Đó. Ok. Mã 2733. Vâng, tướng ra trận đang cầm kiếm đây. Có chiều rộng là 37cm, cũng 750.000 đồng. Các nhìn cho em nhé. Đây là cái sơn nó dính vào nha, chứ không phải cái gì nhá. Đĩa 2732, 40cm, cũng 750.000 đồng. Hình dập nổi nhá, rất đẹp. Đấy, rất đẹp. Này, các bác lấy đĩa nào thì xin báo dùm em. Đĩa 2731. Vâng, với chiều rộng đó là 43cm, 850.000 đồng. Cũng dập nổi rất đẹp. Đấy, dập nổi rất đẹp nhé, hàng Đức nhé. Đĩa hoa văn, mã là 2724, 40cm, 850.000 đồng, hoa văn huy hiệu này. Đấy, rất nặng, bằng đồng này, rất nặng. 2724, 850.000 đồng, 40cm tròn, rẻ hơn đồng Đại Bái đúc. Mã 2725, 44cm, 850.000 đồng, hình Vâng, có một cô gái đang rót rượu, còn các cụ đang uống rượu bên cạnh. Vâng, đấy, rất đẹp. Đấy, đồng cổ. Đĩa 2726, 950.000 đồng. Chiều rộng 47cm. Các tướng đang là bàn chuyện với nhau. Vâng. Mũ áo tướng đây rồi. Hoa văn trung ảnh rất đẹp. Đấy, cô là tem. Mã 2727 có chữ ký. 950.000 đồng, dập 48,5cm. Rất đẹp. Dập nổi rất sâu. Đó. Nhiều bác bảo ông Tây bán rẻ tưởng là đồ tàu. Xin lỗi các bác, không có đồ tàu. Nói rất rõ luôn. Có một bác ở Thái Bình bảo là bán rẻ quá bác khiếp. Và vâng, đúng, bởi vì các bác hay mua phải hàng ảo cho nên bác sợ thôi. 2728, 40cm, 850.000 đồng. Còn nhà ông Tây mà bán đồ nở mà bảo đồ thật thì chết. Các bác đốt ao bèo. Hoa văn nổi này, huy hiệu 2723, 47,5cm, 950.000 đồng. Hoa văn nổi rất đẹp, đồng nhé. Đây, đồng của Đức nhé. Mã 2722, 850.000 đồng, 43,5cm. Các bác ghi lại mã nhé, để có những cái mình đã bán rồi thì bác hỏi khác mình còn biết đối trả lời. Thích cái nào mình tích lại mấy cái. Cái nào bán rồi thì mình hỏi cái khác. Vâng, 2721, 750.000 đồng, 37cm, rất đẹp, đồng cổ. Đó. Đâu? Đấy, có 15 cái đĩa thôi. Ok. Đấy. Rồi, em sẽ tiếp tục quay các món khác nữa. Bác nào yêu mến thì xin báo dùm em. Mai em sẽ quay con bướm vàng này, số nổi này rất là đặc biệt, rất hiếm. Và một con ô đô đời 57 nét so các bác nhé. Đây anh về rồi. Em sẽ quay đến các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Các bác nhớ gọi điện thoại cho em ở số bên dưới ạ. Vâng, hoặc kết nối Zalo. Địa chỉ nhà của em là số nhà 02 dãy TT4 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội. Các bác cứ đến cổng chào khu đô thị Phú Nương vào gặp siêu thị Vinmark, cái là nhà em luôn các bác nhá. Rồi, xin cảm ơn các bác rất nhiều. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.